Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và Thương Nhớ Sài Gòn. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và xin chúc cho các ngoại và các mẹ của FC Xanh Đột Chuối được nhiều sức khỏe nha. Vâng, hôm nay là cuối tháng 3 ở bên Mỹ thì trời lại đổ mưa các bạn, rồi lạnh. Ồ, kéo về nữa, nó giống như tháng 12 vậy đó. Hồi nãy mình vào chỗ làm mình nói là Merry Christmas and Happy New Year, ai cũng cười hết. Tại vì thời tiết nó giống như cái tháng 12, lạnh quá. Phải chi mà cho chừng 10 độ ở bên Mỹ này về Việt Nam thì hết sảy các bạn ha. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề cậu Út Gò Công, Hồ Văn Cường của mình. Vì mình lướt trên mạng xã hội mình thấy có một cái hình ảnh cái hình là cậu Út Tiền Giang có đăng hình của cháu Hồ Văn Cường đứng một cái chiếc xe Mercedes và cái người bán xe này rất là nổi tiếng, ai cũng biết hết, vì anh này thường bán xe cho Khoa Bớt nè và những ca nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Cái tựa đề là món quà bất ngờ luôn, FC Hồ Văn Cường gây xôn xao khi chịu chi một sấp tiền khủng tặng thần tượng nhân dịp đặc biệt, và cháu Hồ Văn Cường đứng kế một cái chiếc xe Mercedes như thế này đây. Khi mà bắt gặp cái hình ảnh này, thay vì tôi mừng cho cháu Hồ Văn Cường được FC Xanh Đột Chuối tặng cho món quà khủng này và vui mừng cho cháu có một chiếc xe hơi để đi đây đi đó, chở cha mẹ đi chơi, cháu 21 tuổi cũng là có bằng lái xe được rồi, 18 tuổi là thi bằng lái xe được rồi. Hơn nữa, những ca sĩ nổi tiếng thì cháu cũng là một ca sĩ nổi tiếng rồi, có một chiếc xe như vậy, có tài xế riêng là chuyện hẳn nhiên. Nhưng đối với tôi, cái hình ảnh này rất là phản cảm, tôi rất là bức xúc. Rất bức xúc, tại sao tôi lại phải bức xúc? Và các bạn nghĩ rằng người ta tặng quà cho cháu Hồ Văn Cường mà tại sao mà Cali Sài Gòn lại bức xúc? Vì hình ảnh là một hình ảnh giả tạo. Đây là một ảnh ghép hoàn toàn, tôi biết từ cái cổ trở lên, cái cổ cái hình này trở lên là tôi biết hình ảnh ghép rồi, cái cổ của Hồ Văn Cường đó các bạn. Và làm như vậy thì ảnh hưởng cháu rất nhiều. Không biết là một youtuber nào đã muốn câu like, muốn câu view, làm ra những hình ảnh này để cho người ta vào xem. Còn nếu không nữa thì là phía bên kia họ muốn gây ra một cái drama nữa, hay là muốn làm xáo trộn cái tinh thần để thao túng tâm lý của khán giả để vào đây, để cho nhiều người bắt đầu họ trách mắng Hồ Văn Cường là tiền đi hát, chưa được bao nhiêu, chưa xây được cái nhà ở dưới quê cho nó đàng hoàng, chưa có giống như là phụng dưỡng cha mẹ rồi giúp đỡ người thân, chưa được làm này kia nọ mà tự đi mua xe. Đó, mua xe nó phí tiền, tốn tiền. Hoặc mặc dầu cho đây là cái FC Xanh Đột Chuối tặng đi, thì nó cũng gây một cái ảnh hưởng rất lớn cho cháu Hồ Văn Cường vì cái tính cách là xa hoa, xa xỉ. Và nó ảnh hưởng nhiều cái vấn đề khác nữa, phải không các bạn ha? Nhìn cái bức hình này, tôi không mừng mà tôi hết hồn liền, tôi nói trời, ai lại làm những cái chuyện này nữa đây? Tại vì các bạn cũng đủ biết rằng thật ra nói cháu Hồ Văn Cường đã tất cả đã vô quỹ đạo rồi, tất cả nó được yên ấn rồi, chưa đâu. Bên kia cũng họ cũng vẫn còn nhăn nhãn nhai nhảy ở đâu đó, họ cũng vẫn có những câu dèm pha, những câu chuyện mà vô ơn, những câu chuyện mà ăn cháo đá bát. Họ không chịu thua, họ không chịu, tôi phải nói là phất phục mới đúng hơn, họ không chịu chấp nhận đâu là sự thật. Cái sự thật đó đã rằng ràng như thế rồi, trải qua bao nhiêu năm rồi, ai đúng ai sai và chuyện gì tới cũng đã tới rồi. Nếu mà cháu là một con người vô ơn thì không thể nào có một FC lành mạnh, một FC lan tỏa tình thương yêu từ Nam cho tới Chí Bắc và ra tới hải ngoại, không những ở Mỹ mà còn Na Uy, Nhật, Úc, Canada, Pháp và những nước khác nữa. Người ta không ngu xuẩn như họ tưởng đâu.
họ tưởng rằng họ thông minh, họ tạo ra những cái hiềm khích, rồi họ làm cho FC nghi kỵ lẫn nhau. FC cũng có một số nghi kỵ lẫn nhau, cũng như là YouTuber cũng nghi kỵ lẫn nhau, rồi nồi da sáo thịt với nhau. Cũng có một thời gian cũng cơm không lành canh không ngọt, nhưng cái đó chuyện cũng đã qua rồi. Thì chúng ta cũng nên cẩn trọng, phải không các bạn ha? Cho nên cái hình ảnh này đó, quý vị đừng có tin liền nha, đừng có tin như thế này ha. Bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ những lời bình luận thì chúng ta sẽ biết được như thế nào. Bạn Hoàng My thì có những lời bình luận như thế này: mấy người nhớ kỹ mình làm ơn trai thì trời sẽ giúp mình gặp nhiều may mắn. Nhận các con làm con nuôi rồi lợi dụng các con đi kiếm tiền ca hát mà không trả lương cho Cường, mà còn nói là chờ tới 18 tuổi mới đưa cho Cường. Vậy mấy người nghĩ đi, nếu chồng vợ mấy người đi làm mà chủ không trả tiền thì mấy người nghĩ sao? Rất tiếc cháu Cường đã nhận làm con nuôi cho cái người nào đó mình không muốn nhắc tên nữa các bạn nha. Nên có gì thì cũng mang tiếng các anh các chị nhé, chỉ là không có cô ca sĩ ấy thì chợ vẫn đông, không có .. thì cũng có người khác, chẳng hạn như là anh Bầu Thủy và anh Ba Ngọc Sơn. Thật vui cho Cường cuối đường hầm, Cường đã thấy được ánh sáng. Chúc mừng cháu Cường mãi mãi hạnh phúc và bên gia đình nhỏ. Vâng, câu chuyện này thì cũng đã qua lâu rồi. Người đi thì mình, người ta cũng đã đi rồi. Bây giờ, và nhất là những người mất á các bạn, người ta không có thể biện minh cho họ nữa. Mà mình là người sống, mà mình chấp nhất với những người đã khuất rồi thì cũng không tốt. Chuyện xấu, chuyện tốt hay chuyện đúng hay sai, chúng ta không phải là thần thánh. Chúng ta không thể nào hoàn hảo hết tất cả. Tôi không bênh vực cho bất cứ bên nào, mà tôi chỉ nói ra cái công tâm của mình mà thôi. Thì có giúp cũng có, rồi có mưu cầu cũng có. Nhưng câu chuyện đã chấm dứt rồi, thì chúng ta không nên nói cái người đã khuất nữa. Mà tôi cũng từng nói rồi, nếu không có ca sĩ đó thì cũng biết đâu là Isaac hoặc là Văn Mai Hương hoặc là Tóc Tiên sẽ nhận làm con nuôi, hay nhận làm đệ tử. Biết đâu là Quang Lê nhận cháu Hồ Văn Cường làm con nuôi, thì lúc đó thì tương lai của cháu, đến bây giờ tôi dám chắc với các bạn, tôi không so sánh, nhưng với cái kỷ lục mà 2 năm lấy 5 giải thưởng và được nhiều FC Xanh Đồ Chú ủng hộ, tôi dám chắc là nếu mà trong cái thời gian đó thì Quang Lê mà nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi thì sẽ nổi trội hơn Phương Mỹ Chi. Tôi dám chắc 100% luôn. Trải qua bao năm tháng thì bây giờ Cường cũng đã đứng vững trên cái nền tảng nghệ thuật, được Bầu Thủy, rồi thầy Ngọc Sơn, rồi các nhạc sĩ Sơn Hạ, và gần đây được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trợ giúp nữa, cũng như là những cái nền tảng, những viên gạch đã lót sẵn rồi, và bây giờ nó lại chắc thêm nữa để cho cháu, để cất bước vinh quang đến con đường nghệ thuật. Mà tất cả các mọi người chúng ta yêu cháu Hồ Văn Cường đều mong muốn như vậy. Phương Phụng: những thằng nhiều tiền vô tích sự tặng những cái thằng vô liêm sỉ ăn cháo đá bát, cái loại đấy thì cho vào điểu để. Đến giờ mà bạn cũng vẫn chưa nhìn ra sự thật, bạn đề những cái câu văn ấy thì nó rất là khiếm nhã. Đáng lẽ là tôi không nên đọc, nhưng mà tôi đọc để cho tất cả mọi người đều biết rằng những người mà yêu thương, những người mà có một chút xíu lòng chính nghĩa đó, thì những văn phong của họ nó là những cụm từ hoa mỹ, những cái gì mà tích cực trong cuộc sống. Còn các bạn ấy thì để lại những cái lời nói nó rất là khiếm nhã, nó rất là kém văn hóa. Tôi không phải là tự bị đặt đâu. Bây giờ các bạn coi nè, đây là Phương Phụng rồi.
Tôi nói bạn nghe, nếu mà cháu là một con người như thế thì không thể nào có nhiều người ủng hộ. Cho đến bây giờ cũng vậy, tôi đã từng xem cháu đi thi ngày đầu tiên lên casting. Cháu lem luốc, ốm nhom nhách rồi bật khóc khi mà tóc tiên hỏi tại sao đi hát. À, ngay từ đó, từ 13 tuổi cho đến giờ, rồi sau bận đi một thời gian, rồi cái drama này nổi lên, tôi cũng đã dõi theo từng bước chân cùng với FC Xanh Đọt Chuối. Tuy rằng tôi không ở trong bất kỳ cái nhóm FC nào, nhưng nhóm FC nào tôi cũng quan tâm, tôi cũng theo dõi, rồi đọc những tin tức của cháu, cũng vui buồn lẫn lộn. Mà bạn thấy không, nếu mà một người mà ăn cháo đá bát, một người vô ơn á, sẽ không được nhiều người ủng hộ như thế đâu. Các bạn nghĩ rằng chúng tôi là những người sống hơn nửa đời người rồi, có những ngoại là 80 tuổi rồi, nhìn không ra sao. Người ta thiệt chứ ăn muối còn nhiều hơn là bạn ăn cơm nữa. Đến giờ mà bạn còn buông những lời đó đối với cháu Hồ Văn Cường thì tôi thấy là không có công bằng cho cháu. Thật sự là vậy đó. Chuyện cũ bỏ qua, đời còn nhiều màu hồng lắm. Chúng ta sống cho tích cực để cho cuộc đời nó còn cuộc đời vẫn đẹp sao, không các bạn ha? Nè, như là bạn Lê Thường nhìn ra liền à, ảnh ghép chuyện xàm vớ vẩn nghe ăn tức ở với con. Chúc Hồ Văn Cường luôn sáng ngời, triệu triệu trái tim yêu mến. Đó, nhìn cái hình này là người ta biết liền. Nhưng mà chúng ta cũng phải lên nói. À, trong đây thì có cái nhiều cái nick mà giả đấy các bạn, những nick ảo ấy, người ta vô đây chẳng hạn như là Diệu Lê này, nói là những người thần kinh mới đem tiền tặng cho cái thằng Hồ Văn Cường vô tích sự. Rồi rồi có những nick giả, họ giả bộ, họ nói là chúc mừng con trai, rồi rất tin tưởng con, và cảm ơn những người tặng cho Hồ Văn Cường. Tôi nghĩ những nick này là nick ảo, họ tạo ra một cái chủ đề để thao túng tâm lý khán giả. Nếu mà ai mà không có một cái đầu lạnh để suy nghĩ, để nhìn đó và theo dõi cái drama này và đọc những lời bình luận thì dễ bị thao túng tâm lý của mình lắm. Thành thử ra chúng ta phải giữ bình tĩnh và một cái đầu lạnh để quan sát và nhận xét nha. Còn nhân tiện đây thì mình cũng sẽ đọc một số lời bình luận của các bạn qua cái clip vừa rồi của mình để mình chia sẻ với nhau. Cái clip vừa rồi. Cái clip mà Hồ Văn Cường được Donny đóng dài cho cái nhạc phẩm Cung Đàn Thương Nhớ đó các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nha. Mình rất thích đọc lại những lời bình luận của các bạn để chúng ta chia sẻ cái cảm xúc và cái sự suy nghĩ của từng người một, không các bạn ơi. Nhiều khi những khán giả họ bình luận trên đây nhưng họ cũng muốn chia sẻ những lời tâm sự của họ cùng với tất cả mọi người. Tại vì mấy ngày qua thì nói cái vấn đề mà cái nhạc phẩm mà độc quyền đó các bạn người ơi đừng bỏ quê mà có bị ai đó lấy hát đó, thì có nhiều ngoại và mẹ của FC Xanh Đọt Chuối cũng lên tiếng ủng hộ binh vực cho Hồ Văn Cường và cũng khuyên những người ấy nên lấy những cái đó xuống. Nhưng mà cũng có một số bạn đã dùng những cái lời nó hơi nặng nề đối với những người kia đó, thì họ không có lấy xuống đâu, trừ khi nào mà bên bên công ty của Hồ Văn Cường hoặc là của Sơn Hạ đó họ làm việc á, thì họ mới sợ, tại vì bị đánh bản quyền, đánh gậy liền, họ mới lấy xuống liền. Và câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta
Sơn Hạ cũng đã nói rõ ràng rồi. Bây giờ các mẹ với các bạn đừng có qua giống như kiểu mà mình đừng có ào vô tấn công những người đấy. Từ từ để những kia họ họ sẽ làm việc, thì người ta sẽ thấy FC Xanh Đọt Chuối của mình là những người từ tốn, những người nói về cái lý và cái phải, chứ không phải chúng ta tấn công một người nào đó chỉ bằng cái cảm tính mà thôi. Bạn Lê Hoàng Trinh hay Trịnh Lê Hoàng gì đó ha. Vấn đề là nhạc sĩ Sơn Hà khẳng định là không cho phép ai sử dụng ngoài cường. Mỗi show diễn con hát, khán giả yêu cầu hát chay một đoạn, nhưng con nói không hát được vì bị đánh bản quyền. Đây họ làm MV hay MC hát kiếm view là sai rồi, sai rồi. Thì tôi cũng đồng ý với lại bạn nói là cái bài này Sơn Hạ để cho Hồ Văn Cường ca 2 năm. Đó là độc quyền 2 năm. Còn mà cũng như mình đã trình bày là nếu mà người ta có gọi cho Sơn Hạ và người ta xin phép Sơn Hạ mà Sơn Hạ cho rồi là cái một là một cái chuyện khác nữa. Còn nếu mà Sơn Hạ khẳng định là không cho ai thì những người đó đã làm lỗi rồi. Đã sai thì nếu mà mình vô mình tấn công họ, mình nói những lời khiếm nhã đó thì họ không sợ đâu, họ lì lắm. Tại vì họ làm rồi, họ đưa lên YouTube rồi, họ kiếm view rồi kiếm tiền nữa mà. Nhưng mà công ty của Sơn Hà hoặc là công ty giữ bản quyền của Hồ Văn Cường mà làm việc đó thì họ mới sợ, họ mới lấy xuống liền. Thì cũng giống như mình nói, sau 2 năm thì những người ca sĩ khác, bây giờ mình sẵn mình cũng nói luôn với lại những người ca sĩ khác, thì các bạn muốn làm MV, các bạn muốn gì đó thì đợi chờ một thời gian đi, rồi đợi cho cháu, tại vì cái này là Sơn Hạ viết riêng cho cháu Hồ Văn Cường. Các bạn có thể hát mấy cái beat karaoke đó, mấy cái beat karaoke thì có thể là lấy cái beat của Sơn Hạ hay lấy cái beat của cháu Hồ Văn Cường. Tại vì mình ca theo những cái beat karaoke, tại vì mình muốn hát karaoke cho vui mà. Đó, thì cái số tiền mà lấy từ YouTube á, sẽ được chia qua bên công ty của Sơn Hạ hoặc là công ty của Hồ Văn Cường, đại khái là như vậy. Chẳng hạn như những ban nhạc của ngày xưa đó các bạn, mà mình hát á, thì mình thì công ty, những người mà làm karaoke cũng họ cũng được chia tiền với nhau, chúng ta share với cái số tiền đó. Chị Nguyễn Thị Nhiên, hôm nay thấy Cali trời trong xanh nắng ấm áp, chúc cho Cali nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Và cảm ơn chị Nhiên nhiều nha. Cảm ơn chị luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ cho Cali Sài Gòn, cũng như là anh Thạnh, Bình Thạnh nè, Nguyễn Phi nè, rồi Cảnh Phong nè, rồi chị Ánh Dương ở Bình Dương nè, Ngọc Ánh Bình Dương nè, Yippie gì đó. Rồi nhiều lắm, nhiều cái tên mà mình không thể nào mà kể hết được. Rồi chị Nga Đinh nè, rồi Jennifer Boston nè, Tina Bùi nè, vân vân và vân vân, nhiều lắm. Bây giờ mình kêu mình kể hết thì mình không kể, mình chỉ thấy nhớ những người nào mà hay comment nhiều đó các bạn, thì mình nhớ thôi. Hiền Vũ, cảm ơn Cali Sài Gòn đã chia sẻ. Đúng vậy, bài hát Người ơi đừng bỏ quê ca nhạc sĩ Sơn Hạ đã trao cho Hồ Văn Cường 2 năm mà sao có ca sĩ vẫn hát, nên các mẹ Xanh Đọt Chuối lo lắng cho Cường mà thôi. Mong Cali Sài Gòn ủng hộ cho Hồ Văn Cường. Vâng, mình thì lúc nào cũng ủng hộ. Sơn Hạ đã nói như vậy rồi thì các bạn mà lấy cái bài hát đó để làm MV hay làm này kia nọ thì không nên, hoàn toàn không nên nữa. Mình có thể karaoke rồi nghêu ngao hát cùng với cháu cho vui. Một bạn user có nói là chào anh Cali Sài Gòn, anh nói vậy là không đúng, bản nhạc của cháu Cường là của cháu, mua độc quyền rồi,
không phải là mua độc quyền đâu mà Sơn Hà viết cho cháu Hồ Văn Cường. Dĩ nhiên là cháu Hồ Văn Cường cũng không để cho một người ca nhạc sĩ mà viết bài cho mình mà không công như vậy. À, thì mình hiểu được cái chuyện đó. 2 năm khi nào hết hạn thì họ mới có quyền đem ra. Cả vợ chú Hiền bây giờ thì không được Kali ơi. À, vâng, tại vì chị có hay anh gì đó viết chấm rồi không có dấu, cho nên mình đọc mình rất là khó đọc á. À, quý vị lần sau nhớ đọc, nhớ viết rồi chấm phẩy cho mình để mình dễ đọc á. Mình đọc cho nó có cảm xúc để người nghe nó cũng dễ hiểu hơn. Với lại các bạn nào mà viết bằng chú Kali thì nếu mà được thì chứ nhỏ mình thiệt á thì nói là chú Kali con hoặc là chú Kali ơi cháu, còn ấy chú Kali ơi chị, thì mình biết là cái vai lớn vai nhỏ để khi nào mình trả lời lại bình luận lại mình không có vấp phải sai lầm. Nhiều khi người ta lớn hơn mình người ta xưng bằng chú Kali ơi, cái mình tưởng là chú chưa mình vai lớn, cái mình ấy chú cảm ơn con cảm ơn cháu, đâm ra là mình hổn đúng các bạn ha. Vâng bạn, mình nó có nói rồi, cái bài nhạc này thì dành cho cháu 2 năm. Thì mình có nói là cái clip trước bên đó là mình không biết là người ta có xin phép Sơn Hạ chưa. Nếu mà người ta xin phép rồi thì mình không có nói được. Còn mà nếu mà Sơn Hạ lên clip mà Sơn Hạ nói rằng là độc quyền cho cháu 2 năm thì những người kia làm là hoàn toàn sai. À, thì sau 2 năm thì họ có thể phổ biến nhiều hơn nữa. Làm mà nhạc thì nhạc sĩ nào cũng muốn được cái nhạc của mình được người này hát, người kia hát. Chứ mà nếu mà để một lãng một thời đó các bạn, một thời gian á là nó bị lãng quên liền à. À, cũng như mình nói vui vui khoe khoe lại chút xíu, như là bài hát hồi đó mình viết cho cháu Hồ Văn Cường á, Cánh Cò Gò Công hoặc là Thương Cầu Út Gò Công á, các bạn thấy không, lúc đầu tiên ra nhiều người hưởng ứng lắm, nhiều người thích lắm, hát sùm hết trơn á, karaoke cũng vậy, nhưng mà 1-2 năm sau thì nó chìm xuống liền à. Mình nếu mà không được phổ biến nhiều quá thì cái nhạc phẩm đó nó sẽ chìm luôn. Nó đại khái là như vậy. Ngày xưa thì mình cũng nói các bạn lấy cái bài Cánh Cò Gò Công hát cũng được, làm MV cũng được, nhưng mà không có xin phép mình thì mình thấy nó mình hơi buồn. Tại chỉ cần nói một câu thôi, cho em cái bài hát đó, cho em cái beat đó, cho em đi, hay là cho anh cái đó, hay là cho mình cái bài hát đó mượn hát, ok mình ok liền. Nhưng mà không nói, không là ấy mà làm ngang á, thì dĩ nhiên ai mà không buồn các bạn. Tại vì một bài hát mình làm ra, mình bỏ công sức nè, tiền bạc rất là nhiều vào trong đó, tâm tư là đứa con tinh thần của mình nữa, mà lấy ngang hát thì dĩ nhiên là đâu ai chịu đâu. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về những cái gì mà mình thấy được. Chúng ta luôn luôn ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường, và thấy cái gì mà sai trái hay cái gì nó không đúng, hoặc cái gì những cái gì mà ai muốn đem lên để thao túng tâm lý hay là để cho người khác tấn công cháu Hồ Văn Cường thì mình phải vạch mặt và mình phải nói liền, để cho những người khác hiểu rõ hơn về cháu Hồ Văn Cường các bạn ha, với lại tấm lòng của FC Xanh Độc Chúa dành cho cháu. Vâng, nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like, chia sẻ và một lượt đăng ký kênh cho Kali Sài Gòn và Thương Nhớ Sài Gòn. Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau. Bye bye!